Rồi, xin chào mọi người á. Sáng nay mình giao lưu cho mọi người một cái cái mai mini để bán trà. Thì cái này cây chỉ có mới 53 thôi. Hiện tại thì cây nó có chiều cao là hơn 60 cm một tí, hơn 3 gang tay. Gom vô trong một chậu nhỏ lọc lòng tầm 25 cm. Đấy. Cái này cây mai rin nha. Mình đã đi dây nhôm các tay cành lách lượng rồi. Cái này chân bằng trèo nhưng ra mình mới đem ra đây. Thì hoa nó có mạch hoa trên cây màu vàng tươi, cánh dày. Như cái hoa này nó ra chín cánh này. Cái giống này là giống bông nó nhỏ thôi. Nhỏ chưa tới bàn ngón tay nữa. Mà được cái mạch hoa nó sáng màu, với lại là nhìn nó phôm hoa nó đẹp. Hoa này hoa nói form nó không đẹp hết. Mấy này nó tàn rồi. Chỉ còn một cái hoa bên kia là nó hoa còn tươi một chút đó, cho mọi người dễ hình dung ha. Đó, được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tay và một ngọn. Cây nó vót lên tương đối hài hòa. Đây là cái phần cũ của cây. Cây nó có phần cũ đó. Cây mới 53 thôi. Cuồng cây này nó đẹp không? Rồi, ai có nhu cầu giao lưu cây này thì mình báo giá luôn. Là giá 500 ngàn thôi. Đấy, 500 ngàn được một cái cây mai form đẹp giáng lâm, dòng mini để bán trà. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. 500 ngàn không bao ship.